Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hạnh Handmade. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mẫu vòng đeo cổ dành cho mèo có trang trí nơ gắn lục lạc như thế này. Size vòng cổ mình làm có đường kính là 5,5 cm. Nếu như các bạn muốn móc size vòng cổ lớn hơn, các bạn có thể tăng số mũi bính ban đầu lên nha. Nguyên liệu, mình dùng len miêu bò. Các bạn cần chuẩn bị ba màu chỉ len khác nhau để mình phối nha kim móc mình sẽ dùng kim móc số 4. Một cái lục lạc, một cái nút gỗ handmade và một ít kim đánh dấu. Trước tiên, mình sẽ tạo một cái nút thắt, sau đó móc lên 50 mũi bính. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim đánh dấu lại các chân móc mà mình sẽ tăng mũi nha. Các bạn đếm 10 mũi bính thì mình sẽ đánh dấu vào một lần. Đâm kim vào mũi bính thứ 48, móc một mũi móc kép. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc vào một mũi móc kép. Những chỗ đánh dấu thì các bạn móc vào hai mũi móc kép nha. chân móc cuối cùng mình sẽ móc lên hai mũi bính sau đó móc vào chân móc cuối cùng một mũi dời để kết thúc hàng móc hàng móc thứ hai mình sẽ móc bằng chỉ màu xanh ba chân móc đầu tiên mình sẽ bỏ ra để làm phần dây cài cho vòng cổ đâm kim vào chân móc thứ tư kéo chỉ lên móc lên một mũi bính hàng móc thứ hai thì mình sẽ móc vào mỗi chân móc làm một mũi móc đơn các bạn móc cho đến hết hàng nha Hàng móc thứ ba mình sẽ móc bằng chỉ màu vàng. Các bạn cũng đâm kim vào chân móc thứ nhất, kéo chỉ lên. Sau đó mình móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp tục, hàng móc thứ tư mình sẽ móc bằng chỉ màu xanh. Các bạn cũng móc vào mỗi chân móc làm một mũi móc đơn. hàng móc thứ năm mình sẽ móc bằng chỉ màu trắng đâm kim vào chân móc thứ nhất kéo chỉ lên bây giờ mình sẽ bỏ chân móc thứ hai móc vào chân móc thứ ba sáu mũi móc kép một hai 3 4 5 6 Sau đó mình cũng bỏ một chân móc, móc vào chân móc kế bên, một mũi dài. Tiếp tục bỏ một chân móc, móc vào chân móc kế bên, 6 mũi móc kép bỏ một chân móc, móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Tương tự các bạn móc những chân móc còn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chỉ màu xanh để móc cái nơ trang trí. Các bạn tạo một cái nút thắt, sau đó móc lên 12 mũi bính. Đâm kim vào chân móc thứ 10, móc 1 mũi nửa kép các chân móc còn lại mình cũng móc vào một mũi nửa kép móc lên một mũi bính sau đó xoay đầu kim móc hàng móc thứ hai mình sẽ móc vào chân móc ở phía bên ngoài này nha đây các bạn sẽ móc vào chân móc này mỗi chân móc là một mũi nửa kép Kết thúc hàng móc, mình sẽ móc lên một mũi bính, sau đó xoay đầu kim móc. Tương tự hàng móc thứ hai, các bạn móc lên thêm 3 hàng móc nữa nha. Sau khi đã móc xong 5 hàng móc thì mình sẽ cắt chỉ đi. Các bạn chừa cái phần chỉ dư này dài ra một chút xíu để một lát nữa mình còn gắn chuông vào. Cuối cùng, mình sẽ gắn nút gỗ handmade vào nữa là xong nha. Trong quá trình xem video, nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào, có thể để lại góp ý ở phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên bấm like và subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.